Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 9, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về nội dung dự thảo quy chế làm việc, nội quy đại hội, phân công và số lượng tham luận tại đại hội, thảo luận thống nhất nội dung các văn kiện trình tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã lưu ý, thời gian diễn ra đại hội đang đến rất gần, các nội dung khối lượng công việc liên quan đến đại hội còn nhiều, nhất là công tác hoàn thiện văn kiện, công tác phục vụ tuyên truyền tổ chức đại hội. Vì vậy, đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh tiếp tục đề cao hơn nữa trách nhiệm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2020 và cả nhiệm kỳ, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Chiều ngày 4 tháng 9, tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết việc thực hiện quy định 30 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành chương 7, chương 8 điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy tổ chức Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương, đồng thời chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, chủ động xây dựng triển khai kịp thời các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng thực hiện quy định 30 của ban chấp hành trung ương, ban thường vụ tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Nhân dịp này, năm tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2015-2020 được nhận bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Sáng ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe sở nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 11. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 11 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 9 và được truyền hình trực tiếp tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các nội dung như báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, kịch bản đại hội, lựa chọn các bài tham luận đã hoàn thành. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị xong chương trình nghệ thuật phục vụ đại hội, đang treo các khẩu hiệu, pano tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phun khử khuẩn bên trong nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, sẽ bố trí đội chăm sóc sức khỏe phục vụ đại biểu dự đại hội, chuẩn bị lực lượng đo thân nhiệt các khách mời, đại biểu trước khi vào dự đại hội. Công an tỉnh đã chuẩn bị các phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra đại hội. Sáng ngày 5 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Y tế do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc triển khai các dự án của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hai dự án của Bộ Y tế đang triển khai xây dựng, đó là cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Sau khi kiểm tra tiến độ xây dựng, làm việc với lãnh đạo tỉnh, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm của Bộ cần tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện quyết tâm đưa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, cơ sở Hà Nam vào hoạt động trong năm 2020. Đối với dự án Bệnh viện Lão Khoa sẽ được khởi công trong năm nay. Dự án Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lại và sẽ có quyết định cụ thể sau. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID tại Hà Nam và đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các dự án của Bộ Y tế đạt kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của hàng triệu giáo viên, học sinh trong cả nước, sáng ngày mùng 5 tháng 9, hơn 200.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã náo nước đến trường chào đón ngày khai giảng năm học 2020-2021. Khác với những năm học trước, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tổ chức lễ khai giảng của các nhà trường diễn ra ngắn gọn, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận của chúng tôi tại các địa phương ngay từ đầu giờ sáng trẻ mầm non và học sinh các cấp đã tới trường tập trung đúng lịch mặc dù lễ khai giảng được tổ chức chỉ trong khoảng thời gian 45 đến 60 phút nhưng việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, giáo viên tham dự lễ khai giảng được các nhà trường thực hiện chu đáo, các lễ khai giảng vẫn truyền tải đầy đủ tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường thông điệp về sự tiếp nối truyền thống dạy tốt, học tốt và sự nỗ lực cho hoàn thành các nhiệm vụ năm học mới. Hầu hết các cán bộ, giáo viên, học sinh, các nhà trường dự khai giảng đều đeo khẩu trang. Nhiều trường chỉ một phần học sinh tập trung tại sân trường và đều ngồi giãn cách, còn lại các em dự khai giảng tại lớp học. Theo ông Nguyễn Trọng Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế, sau 3 lần âm tính, hôm 5 tháng 9, bệnh nhân 620 lại có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Khải cho biết, theo quy định, hai lần xét nghiệm âm tính đã đủ điều kiện để ra viện. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế là có những bệnh nhân sau 2-3 lần xét nghiệm âm tính vẫn dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Có người xuất viện về nhà lại dương tính nên đã quyết định để bệnh nhân 620 điều trị thêm một thời gian, chờ kết quả xét nghiệm lần 3. Sau lần thứ 3 xét nghiệm âm tính, kiểm tra sức khỏe toàn diện của bệnh nhân bảo đảm ổn định đã có kế hoạch cho bệnh nhân ra viện vào ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên, ở lần xét nghiệm cuối cùng trước khi cho bệnh nhân ra viện, kết quả bệnh nhân lại tái dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân vẫn được tiếp tục cách ly điều trị tại khoa lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân 620 nhà ở Lam Hạ, Phủ Lý. Bệnh nhân đi từ vùng dịch Đà Nẵng về và được xác nhận mắc COVID-19 vào ngày 31 tháng 7. Cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Đến ngày 5 tháng 9, bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện 1 tháng 5 ngày thưa quý vị và các bạn thời gian qua trên một số tuyến giao thông địa bàn thị xã duy tiên đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân khi tham gia giao thông trước tình hình đó công an thị xã duy tiên đã lập chuyên án truy xét để tập trung đấu tranh loại tội phạm này Chiều ngày 31 tháng 8, công an thị xã Duy Tiên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, công an thành phố Phủ Lý bắt khẩn cấp hai đối tượng là Tạ Văn Thắng, sinh năm 1983 và Trần Ngọc Lâm, sinh năm 1982 cùng chú tại phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng và Lâm khai nhận từ đầu năm đến nay đã thực hiện 12 vụ cướp tài sản trên các tuyến giao thông thủ đoạn của chúng lợi dụng thời điểm chập tối và sáng sớm khi các tuyến giao thông vắng phương tiện ít người qua lại chúng bịt kín mặt sử dụng xe máy không lắp biển kiểm soát chở nhau để theo dõi quan sát người tham gia giao thông sơ hở bám theo để cướp giật hai tuyển thủ nữ của bóng đá Việt Nam là Huỳnh Như hiện thuộc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Tuyết Dung thuộc câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam vừa được câu lạc bộ Lanh của Bồ Đào Nha mời sang thi đấu ở giải hạng 2, tương ứng hạng 3 ở V-League được biết tuyết dung rất muốn được ra nước ngoài thi đấu để thử thách bản thân và tìm kiếm trải nghiệm mới tuy nhiên vừa qua tuyết dung đã được xét đặc cách vào làm viên chức tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh với nhiệm vụ huấn luyện viên đội trẻ kiêm cầu thủ câu lạc bộ phong phú hà nam nên việc ra nước ngoài của tuyết dung là chưa có tiền lệ theo đại diện lãnh đạo trung tâm trường hợp của tuyết dung phải chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền mới quyết định được nếu được ra nước ngoài thi đấu, Tuyết Dung là cầu thủ thứ hai của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam được các câu lạc bộ nước ngoài mời tham gia thi đấu. Trước đó, cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung đã được một câu lạc bộ của Thái Lan mời tham gia thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.